Trong triển lãm ô tô Quảng Châu 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Nissan đã chính thức vén màn mẫu SUV mới mang tên Pathfinder. Đây chính là phiên bản thương mại của Nissan Pathfinder Concept, từng ra mắt trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 diễn ra vào đầu năm nay. Là sản phẩm do liên doanh Dongfeng Nissan sản xuất, mẫu SUV này chỉ dành cho Trung Quốc, đồng thời không có liên hệ với Nissan Pathfinder đang bán ở thị trường quốc tế. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ trung và cỡ lớn, Nissan Pathfinder 2024 có kích thước dài rộng cao lần lượt 5130, 1981, 1767mm cùng chiều dài cơ sở 2900mm. Với kích thước này, tân binh nhà Nissan sẽ cạnh tranh với Hyundai Palisade, Ford Explorer và Kia Telluride. So với phiên bản concept, Nissan Pathfinder 2024 sở hữu thiết kế ngoại thất không thay đổi nhiều. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Nissan, mẫu xe này có điểm nhấn là lưới tản nhiệt cỡ lớn với những nan mạ chrome nằm vắt ngang. Thiết kế lưới tản nhiệt này khiến khu vực đầu xe như rộng và bề thế hơn. Ngoài ra, lưới tản nhiệt của Nissan Pathfinder 2024 còn tạo cảm giác nối liền với cụm đèn pha LED mượt mà và dải đèn LED định vị ban ngày ở hai bên. Trong khi đó, cản trước của xe đi kèm hốc gió trung tâm rộng và hai khe gió hình tam giác nằm dọc. Không chỉ lưới tản nhiệt và cản trước mà ngay cả vành la răng của Nissan Pathfinder 2024 cũng giống với xe concept. Bộ vành đa chấu này có đường kính 20 inch với thiết kế khá độc đáo và gợi liên tưởng đến trang bị của ô tô điện. Tiếp theo đó là cụm đèn hậu gọn gàng và nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa, tích hợp logo của hãng Nissan. Ở giữa cửa cốp sau còn có tem chữ nổi Pathfinder. Để tăng thêm vẻ ngoài ấn tượng cho xe, hãng Nissan đã dùng đến hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng như cản trước sau, nẹp hốc bánh, nẹp sườn, nóc và ốp gương chiếu hậu. Các cột của xe cũng được sơn màu đen bóng, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi cho mẫu SUV này. Bên trong Nissan Pathfinder 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế với hai cấu hình chỗ ngồi, bao gồm 222 và 232. Với cấu hình 6 chỗ ngồi, xe sẽ được trang bị hai ghế thương gia ở giữa. Hai ghế này có đủ tính năng sưởi ấm, làm mát và rèm che nắng. Xe được trang bị ghế bọc da, vô lăng vắt đáy với lẫy chuyển số thể thao và màn hình cong đặt nổi trên mặt táp lô, tích hợp cả bảng đồng hồ kỹ thuật số lẫn màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó là cần số ngắn, núm xoay chọn chế độ lái, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và sạc điện thoại không dây. Nissan Pathfinder 2024 dành cho Trung Quốc được cho là dùng cơ sở gầm bệ D platform cũ, tương tự SUV hạng xăng Infiniti QX60. Trái tim của mẫu xe này là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít. Cho công suất tối đa 252 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 nanomet, dùng chung với Infiniti QX60 đang bán tại Trung Quốc. Động cơ đi với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu, tùy phiên bản. Dự kiến, Nissan Pathfinder 2024 sẽ bắt đầu được bán ở thị trường Trung Quốc vào quý 1 năm sau.